Hút còn chạy, không muốn sống rồi hả? Đứng lại. Kìa, anh kia, đứng lại. Đuổi theo. Đứng lại chưa? Anh kia kìa. Đứng lại. Không muốn sống rồi. Đứng lại. Đứng lại. Đâu rồi? Con kia không thấy nữa. Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi. Chắc hắn là tên tên của Chúa Trời, là tội phạm của quốc gia, không để chúng chạy thoát. Tìm kiếm nơi này đi. Nhanh lên, đi qua bên kia. Chết tiệt. Đại úy, đằng kia có động đậy. Nhanh, đuổi theo. Rõ. Suýt chút nữa thì bị bắt rồi. Anh Tống, mặc áo này vào. Ừ. Được. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật đáng ghét. Họ đang bắt đầu chiến dịch bắt giữ hàng loạt cơ đốc nhân. Cho mới nghe nói, 3 ngày qua họ đã bắt giữ hơn 700 anh chị em ở Liêu Ninh rồi. Ờ, đúng vậy. Bây giờ họ đang bắt bớ hàng loạt khắp các tỉnh. Thậm chí nhiều nhà thờ thập giá vốn được chính quyền phê chuẩn cũng bị phá hủy. Phải. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn loại bỏ hoàn toàn đức tin tôn giáo. Phải. Phải. Họ đã cố thử nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa thành công. Giống như kiểu bố, cái gì mà đốn ngã cây? À, con kiến. Đúng rồi, con kiến đòi cắn đứt cây. Thật không biết tự lượng sức. Tôi nghĩ Đảng Cộng sản Trung Quốc điên thật rồi. Kiểu như phát điên vì sắp sụp đổ vậy. Đúng vậy. Họ đang gặp rắc rối từ trong ra ngoài. Khủng hoảng xảy ra khắp nơi. Người dân đang lâm vào cảnh lầm than, nhưng họ chẳng thèm quan tâm. Đúng. Phải. Trong khi đó họ vẫn đi cuồng chống đối và làm kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đi ngược quy tắc đạo đức và trời đất, ngay nào đó sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Phải. Người ta thường nói làm ác nhiều là đang tự sát. Họ không thoát được sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đâu. Đúng vậy. Cháu nghĩ chừng 1-2 năm nữa nó sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ điên rồi, bắt bớ cơ đốc nhân khắp nơi. Mọi người phải cẩn thận khi làm công tác của hội thánh. Nếu gặp chuyện hãy cầu xin Đức Chúa Trời và dựa vào Ngài. Vâng. Đừng làm gì sơ hở hay hấp tấp. Nếu bị bắt thì quá muộn rồi. Bố, con biết rồi. Ờ. Bọn tôi sẽ thật cẩn thận. Nhưng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc càng điên, chúng ta càng nên trung thành với Đức Chúa Trời. Đó là lời chứng xác thực của những người đắc thắng. Phải. Và là cách để vào được Vương quốc Thiên Đàng. Đúng vậy. Đúng. Anh Tống à, món mì xong rồi, anh ăn đi cho nóng. À, được. Từ mấy giờ rồi? Cùng vào ăn cho nóng. Chúng ta đến họp kịp mà, ăn trước đã. Ờ, được. Nhìn này, ta phải ghi lại dữ liệu chính xác. Nếu cái này mà sai. Ờ, hóa ra là nè, Hiếu Kiệt. Ừ, phải đặc biệt chú ý. Ê, Hiếu Kiệt, thư ký Lý muốn gặp anh. Mau lên đó đi. Rồi, nhanh lên. Đi liền. Ờ, vậy nha. Ờ, tôi phải đi bây giờ, anh canh chừng nha. Hiếu Kiệt, chính phủ đang lệnh cho các công ty điều tra những người tin vào Đức Chúa Trời. Mọi nhân viên đều phải điền vào mẫu này và kê khai tôn giáo của người trong gia đình. Nếu nhà ai tin vào Đức Chúa Trời, chúng tôi phải sa thải họ. À, tôi nghe nói bố cậu tin vào Đức Chúa Trời và từng bị bắt đi tù 7 năm vì tội truyền giáo. Ông ấy vẫn giữ đức tin chứ? Nếu vẫn còn tin
thì sẽ là rắc rối lớn đó. Đúng vậy. Thưa ký Lý, xe đang chờ. Cảm ơn cô. Hiểu Kiệt, cậu là nhân viên thông minh và có năng lực. Chúng tôi đang nghĩ tới việc thăng chức cho cậu. Cậu đó, về nhà nói chuyện với bố cậu, thuyết phục ông ấy bỏ đạo đi. Nếu không thì đừng nói tới thăng chức. Công việc hiện tại của cậu cũng giữ không nổi đâu. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật quá tồi tệ. Chừng nào họ còn nắm quyền, các cơ đốc nhân không thể họp mặt mà không mạo hiểm tính mạng. Đúng vậy. May là lần này các anh chị em đều trốn thoát, nhờ Đức Chúa Trời bảo vệ cả đó. Ừ. Nè, có thể cảnh sát đã biết thông tin và sẽ đến làm phiền anh đó. Anh nên trốn khỏi thành phố đi. Ừ. Anh cũng định như vậy. Anh sẽ lấy chút quần áo rồi đi ngay. Để em chuẩn bị túi cho anh nha. Ờ. Hiểu Kiệt, con về rồi à? Dạ. Bố vừa hỏi mẹ con là sao con vẫn chưa về. À, hôm nay con... Ê, bố à, có chuyện gì vậy? Người bố sao lại bị như thế này? Cuộc họp mặt đã bị báo cảnh sát. Bố bị trầy xước khi chạy trốn, không sao đâu con. Bố à, bố đừng đi thực hiện bổn phận nữa có được không? Bố tin Chúa ở nhà thôi không được à? Hiểu Kiệt à, con tin Chúa cùng bố mẹ từ khi còn nhỏ. Con cũng biết rằng tin vào Đức Chúa Trời là đi trên con đường đúng đắn. Trách nhiệm và bổn phận của chúng ta là làm công tác và dân mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể để nỗi sợ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ ngăn cản mình thực hiện bổn phận. Nhưng lỡ họ bắt bố lần nữa thì sao? Nè, Hiểu Kiệt à, bố tự xem đi. Ê, xem cái gì vậy? Đây là... Bố đã bị bệnh viện đuổi việc vì tin Đức Chúa Trời. Bố cũng muốn con giống vậy sao? Đảng Cộng sản Trung Quốc thật xấu xa và bỉ ổi. Hiểu Kiệt à, Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng công việc của con để buộc chúng ta từ bỏ đức tin. Đó là mánh khóe của Satan. Con cần phải hiểu rõ điều đó, đừng để họ đánh lừa nha con. Hiểu Kiệt à, con đã đọc Kinh Thánh và lời Đức Chúa Trời rồi, nên con biết Đức Chúa Trời thống trị đất trời vạn vật và sắp đặt vận mệnh của nhân loại. Dù chính phủ có cứu đe dọa chúng ta như thế nào, hay họ có dùng mánh khóe và kế sách gì để làm hại chúng ta, miễn còn kẻ dựa vào Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có thể sống sót. Đúng đó, Hiểu Kiệt. Cách đây mấy năm, khi bố bị đi tù, chẳng phải mẹ con đã tìm được việc làm bán thời gian, và với sự giúp đỡ của các anh chị em trong hội thánh, chẳng phải chúng ta vẫn sống tốt sao? Chúng ta phải có niềm tin ở Đức Chúa Trời. Con biết là không thể thuyết phục bố. Ê, ê, Hiểu Kiệt à. Ê, Hiểu Kiệt à. Nè, con sao vậy? Con bị bệnh à? Không sao đâu mẹ. Hiểu Kiệt chỉ quan tâm đến công việc và tiền bạc. Nó hiếm khi đọc lời Đức Chúa Trời. Nó không có thời gian tụ họp. Thậm chí đến giờ nó vẫn chưa hiểu chút lẽ thật nào. Nó không có lòng tin vào Đức Chúa Trời và không giữ được lập trường đối với đức tin của mình. Phải. Em hãy cùng nó đọc thêm nhiều lời Đức Chúa Trời và đưa nó tới các buổi tụ họp nha. Em biết rồi. Ừ. Vậy anh đi đây. À, khoan đã. Ừ. Cách đây vài ngày Hiểu Kiệt đã mua cái này cho anh. Anh phải đi đây. Anh nhớ cẩn thận đó.
Bạch Nhạc. Mau mau, xe chuẩn bị chạy nha. Anh về rồi đó à? Nào, vào đi, vào đi. Anh đang tách vỏ đậu hả? Ý, anh Tống trở về rồi hả? Chào chị Lý. Trời ơi, anh đã đi cả tuần rồi đó. Dừng. Để tôi, để tôi. À, sao rồi? Tình hình các anh chị em có tốt hơn chưa? Ừ. Mấy ngày qua khi tôi thông công với lại Đức Chúa Trời tại các buổi tụ họp, họ đã hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc mục đích là để hoàn thiện nhân sự được Ngài lựa chọn và giúp họ phát triển trong cuộc sống. Hay lắm. Giờ thì mọi người đều có niềm tin và đang tích cực thực hiện bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Việc này đúng là phước lành từ Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Anh Tống à, anh đã dành mọi thời gian để dân mình lao động và làm công tác cho Đức Chúa Trời. Như vậy rất là đúng nguy đó. Hiểm. Chắc là khó lắm. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tối nay ăn mì bụng nhỏ đậu nành nha. Anh sẽ lột tỏi. Trong thời đại ân điển, Đức Chúa Giê-xu đã phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ cha mẹ, anh em, vợ con thì đời này được lãnh nhiều hơn trăm lần, và đời sau được sự sống đời đời. Amen. Amen. Lời Đức Chúa Trời đã nói rất rõ ràng. Phải. Muốn chân thành dân mình cho Đức Chúa Trời, ta phải buông bỏ tất cả. Đúng vậy. Chính trong sự bức hạ và gian khó, nếu kiên trì truyền bá phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, làm tròn bổn phận của chúng ta, thì mới là thực sự dân phục và trung thành với Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Muốn được như vậy, ta phải chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhân nại của Đấng Christ. Amen. Đức Chúa Trời đề cao việc này hơn tất thảy và chắc chắn sẽ chấp thuận và ban phước cho chúng ta, đưa chúng ta vào vương quốc thiên đàng. Amen. Amen. Mối thông công này thật tuyệt vời. Anh Tống thông công hay quá. Nghe mối thông công này giờ tôi có niềm tin. Phải rồi, nếu buông bỏ mọi sự để dâng mình cho Đức Chúa Trời, chắc chắn ta sẽ được vào vương quốc thiên đàng và được hưởng. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Anh Tống nè, sự thông công anh vừa nói thật sự rất hay đó. Nó khích lệ chúng tôi nhiều lắm. Phải, chắc chắn rồi. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng anh nói rằng nếu ta buông bỏ mọi sự vì Đức Chúa Trời, lao động và làm công tác là tuân phục Ngài, chắc chắn ta sẽ được cứu rỗi và vào vương quốc của Ngài. Tôi không nghĩ quan điểm này phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Không phù hợp sao? Nếu ta chỉ làm công tác và lao động mà không theo đuổi lẽ thật hay đạt được sự thay đổi tâm tính sống, thì có hợp ý của Đức Chúa Trời không? Tôi không có câu trả lời. Tôi cũng vậy. Anh Trịnh à, anh nói rất đúng. Nhưng sau nhiều năm tin vào Chúa, chúng ta đã giảng đạo và công tác khắp nơi, bị bắt và bỏ tù. Chúng ta đã bị tra tấn mà vẫn không phản bội Chúa, vẫn kiên định và làm chứng. Sau khi chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, chúng ta có thể buông bỏ mọi thứ và không gì có thể ngăn chúng ta truyền bá phúc âm về sự xuất hiện của vương quốc thiên đàng. Phải. Vậy đó không phải là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sao? Không phải đó là tuân phục Đức Chúa Trời sao? Đúng vậy. Dù sao đi nữa, ít nhất chúng ta cũng đạt được chút thay đổi trong tâm tính sự sống. Điều đó cũng làm chứng rằng chúng ta dân phục Đức Chúa Trời. Tôi cũng nghĩ như vậy. Phải, tôi cũng vậy. Dạ. Tôi không thể giải thích vấn đề rõ ràng, nhưng tôi cứ có cảm giác quan điểm này không phù hợp với lẽ thật. Những người Pharisee cũng vậy thôi. Họ cũng lao động làm công tác và đi khắp thế giới để rao giảng phúc âm cho Đức Chúa Trời. Nhưng họ có tuân phục Đức Chúa Trời không? Họ đâu có đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Anh Tống à, anh thử nghĩ xem lời tôi nói có đúng không? Liệu lao động làm công tác buông bỏ mọi sự và dân mình có thật sự là làm theo ý Đức Chúa Trời không? Như vậy có phải là tuân phục Đức Chúa Trời?
Đức Chúa Giê-xu đã phán: như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Đức Chúa Giê-xu cũng phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ cha mẹ, anh em, vợ con thì đời này được lãnh nhiều hơn 100 lần, và đời sau được sự sống đời đời. Amen. Mình đã làm công tác trong nhiều năm và thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Mình phải là người tuân phục Đức Chúa Trời chứ. Nhưng những lời của anh Trịnh dường như cũng rất sáng suốt. Nhưng khi bị bắt và tra tấn, mình đã không phản bội Chúa. Nói mau, nói mau. Nói, mày còn tin Đức Chúa Trời nữa không? Nói. Còn khủng khiếp, tao sẽ giết mày. Mình đã kiên định và làm chứng. Không phải như vậy là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sao? Đó là những gì Đức Chúa Trời muốn. Nè, nếu như anh mệt thì nghỉ một chút đi. Nè, anh Tống à. Sự thành công của anh hôm nay rất hay, nó rất hữu ích với tôi. Vậy à, tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng theo như tôi thấy, ở đây có chút vấn đề. Hả? Đó là gì vậy? Anh nói làm công tác và dâng mình cho Đức Chúa Trời là tuân phục Ngài, và Đức Chúa Trời sẽ chấp thuận cho ta vào vương quốc thiên đàng. Nhưng tôi nghĩ đó mới chỉ là hiểu theo một chiều thôi, chứ không đúng hoàn toàn. Ồ, anh Lâm à, anh thấy quan điểm đó sai chỗ nào vậy? Anh hiểu vấn đề đó như thế nào? Nói rõ cho tôi nghe được không? Đúng đó anh Lâm. Ý anh là chịu đau khổ và dâng mình không phải là tuân phục Đức Chúa Trời sao? Ờ, cách đây vài ngày tôi cũng đặt câu hỏi này với anh Tông. Tôi cảm thấy quan điểm đó chưa đúng, nhưng không thể giải thích rõ được. À, anh Lâm à, anh nói cho mọi người nghe đi. Đúng đó anh Lâm, chúng ta cùng thảo luận. Được, vậy tôi sẽ nói theo hiểu biết của mình nhé. Chúng ta tin Đức Chúa Trời nên mới buông bỏ dâng mình chịu khổ và trả giá cho Ngài. Bề ngoài những việc này có vẻ như là sự dâng phục Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có dám nói việc buông bỏ và dâng phục của mình không bị giấy bẩn bởi ý định riêng chứ? Thử nghĩ đến Phao-lô xem. Ông ấy đã dâng mình lao động và làm công tác cho Chúa cả đời, nhưng ông có được Đức Chúa Trời chấp thuận không? Tại sao Phao-lô lại buông bỏ mọi sự và dâng mình cho Đức Chúa Trời? Đó có phải là tuân phục Đức Chúa Trời không? Hay chỉ là để đổi lấy chiếc triều thiên công chính? Tương tự, trong số tất cả các thánh đồ trong lịch sử, rất nhiều người đã dành cả đời để dâng mình và làm công tác cho Chúa. Nhưng có bao nhiêu người trong số họ thực sự đạt được sự chấp thuận của Chúa? Vậy loại người nào sẽ đạt được sự chấp thuận của Chúa? Nếu ai đó tin vào Đức Chúa Trời chỉ để đạt được phước lành, hoặc vào vương quốc thiên đàng và nhận thưởng, thì dù người đó có dành cả đời để chịu khổ đau và dâng mình cho Đức Chúa Trời, chúng ta có dám chắc người đó sẽ vào được vương quốc thiên đàng không? Đức Chúa Giê-xu đã phán: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm thử ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.
đối với những người giảng đạo trừ tà, làm những công việc tuyệt vời nhân danh Chúa, Ngài không những tỏ ra không quen biết mà còn nói họ là những người làm việc gian ác. Tại sao lại như vậy? Có rất nhiều người hiểu không thấu ý của Chúa ở đây là gì. Họ không nắm được ý muốn của Chúa chút nào. Nếu những người như thế mà làm công tác và dâng mình cho Chúa, thì cuối cùng họ có đạt được sự chấp thuận của Chúa không? Không đâu. Vậy thì không phải chúng ta nên xét xem loài người nào có thể đạt được sự chấp thuận của Chúa và loài người nào có thể vào vương quốc thiên đàng à? Đức Chúa Giê-xu đã phán, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Nhưng làm theo đúng ý Đức Chúa Trời không phải là vấn đề đơn giản. Bề ngoài người ta có thể chịu khổ đau và dâng mình, nhưng nếu mục đích của họ là đạt được phước lành và phần thưởng, hoặc được dự phần trong vương quốc thiên đàng, vậy thì không phải là họ đang làm thế để thực hành lẽ thật, hoặc là yêu thương và thỏa mãn Đức Chúa Trời. Vậy anh có nghĩ việc chịu đựng khổ đau và dâng mình là tuân phục Đức Chúa Trời không? Đó là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời sao? Nếu tin vào Đức Chúa Trời và dâng mình cho Ngài chỉ để đạt được phước lành, vậy thì chẳng phải những gì mà chúng ta làm đã bị vấy bẩn bởi mục đích cá nhân và tâm tính bại hoại sao? Nếu tâm tính bại hoại của chúng ta không được làm tinh sạch, chúng ta có thể trở thành người làm theo ý Đức Chúa Trời không? Chắc chắn là không. Đúng. Ý cốt lõi Đức Chúa Giê-xu muốn nói chính là như vậy. Nhiều người không hiểu được điều này và tin rằng làm công tác và dâng mình cho Đức Chúa Trời là làm theo ý Đức Chúa Trời. Nhưng không phải như vậy là hiểu nhầm lời Chúa sao? Chắc mọi người khác rồi. Nè, tôi mang nước đến đây. Vâng. Nè, uống nước đi. Của anh đi. Cảm ơn. Các anh em nghỉ ngơi uống nước đi. Được. Nè, chị cũng nghỉ ngơi một chút đi. Được. Đây, anh Tống à, uống nước đi. Cảm ơn. Thực ra thì chúng ta đã thấy nhiều người có thể buông bỏ mọi sự để dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng khi tai họa đến, hoặc khi phải chịu thử luyện và gian lao, hay khi chịu đựng đau đớn và bệnh tật, họ vẫn trách móc và phàn nàn Đức Chúa Trời. Họ thậm chí chối bỏ, phản bội và rời bỏ Đức Chúa Trời. Vấn đề ở đây là gì? À, mọi người nghĩ sao? Những người như vậy có được vào vương quốc thiên đàng không? Không được. Không có. À, tôi hiểu ra rồi. Nếu tâm tính bại hoại của con người không được làm tinh sạch, họ không thể trở thành người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và không đủ điều kiện để vào vương quốc thiên đàng. Dân, nói đúng lắm. Chính xác. Chúng ta đều biết tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính và thánh khiết, và Đức Chúa Trời cai trị vương quốc của Ngài. Sao Ngài có thể cho phép những kẻ dơ bẩn và bại hoại vào vương quốc của Ngài chứ? Ừ, phải. Đúng như Đức Chúa Trời toàn năng phán: ngươi phải biết ta mong muốn loại người nào. Những kẻ bất khiết không được phép bước vào vương quốc. Những kẻ bất khiết không được phép làm ô uế vùng đất thánh. Mặc dù ngươi có thể đã làm rất nhiều việc và đã làm việc trong nhiều năm, nhưng cuối cùng nếu ngươi vẫn còn ô uế một cách tệ hại thì luật trời sẽ không thể dung thứ nếu ngươi muốn bước vào vương quốc của ta. Từ khi sáng thế cho đến nay, ta chưa bao giờ cho những kẻ nịnh hót ta dễ dàng vào vương quốc của ta. Đây là luật trời và không ai có thể phá vỡ nó. Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt để làm tinh sạch sự bại hoại của nhân loại và hoàn thiện những người tin Ngài chân thành, cho họ đạt được lẽ thật và trở nên dân phục Đức Chúa Trời. Chỉ những người được làm tinh sạch bởi công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt và được Đức Chúa Trời hoàn thiện mới đủ điều kiện để vào vương quốc thiên đàng của Ngài. Nói rất đúng. Thực tế, chúng ta đều thấy các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo đã công tác và giảng đạo nhiều năm, nhưng khi Đức Chúa Trời nhập thể và xuất hiện vào thời kỳ sau rốt, họ không hiểu Ngài mà vẫn chống đối và kết tội Ngài đó thôi. Họ có thực sự dân phục Đức Chúa Trời không? Không có. Họ có khác gì những người Pharisee đã chống đối và kết án Đức Chúa Giê-xu chứ? Liệu Đức Chúa Trời
có thể chấp thuận những người không hiểu ngài giữ chúng đối và kết tội ngài không? Tôi nghĩ không đâu. Nếu muốn trở thành những người hoàn toàn dân phục và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta cần trải qua sự phán xét hành phạt, việc tỉa sửa xử lý thử luyện tinh luyện của ngài để đạt được lẽ thật và hiểu biết về ngài. Đó là cách duy nhất để làm tinh sạch tâm tính bại hoại của chúng ta. Việc buông bỏ và dân mình của chúng ta mới có thể được Đức Chúa Trời chấp thuận, và chúng ta mới đủ điều kiện vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Như vậy mới là làm đúng theo lời của Đức Chúa Giê-xu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Nè, đây. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Sau sự thông công như vậy, tâm tôi lại sáng tỏ hơn nhiều. Nhân loại quá bại hoại và chúng ta đều có tâm tính Satan. Đó là lý do chúng ta dân mình để có được phước lành và vì lợi ích của bản thân. Đúng. Nếu mà không trải qua sự phán xét của Đức Chúa Trời, không ai có thể trở thành những người thực sự vâng lời và làm theo ý muốn của Ngài. Đúng vậy. Vậy nên Đức Chúa Giê-xu mới phán: ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Có vẻ như dù có thể dâng mình cho Đức Chúa Trời hay không, chúng ta đều cần trải qua sự phán xét và hành phạt trong lời Ngài để làm tinh sạch và thay đổi tâm tính sự sống của chúng ta và trở thành những người thật sự dân phục Đức Chúa Trời. Cháu nói đúng đó. Đúng đó. Anh Lâm à, cả chị Trần nữa, sự thông công của hai người hoàn toàn phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Có vẻ như sự dân phục thật sự đối với Đức Chúa Trời không đơn giản như tôi tưởng. Đúng vậy. Đúng vậy. Hai năm qua tin vào Đức Chúa Trời toàn năng, tôi đã hiểu được một chút lẽ thật, nhưng tôi vẫn có một số quan niệm tôn giáo sai lầm và thiếu hiểu biết thật sự về ý nghĩa của việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay hoàn toàn dân phục Ngài. Có lẽ tôi đã trải qua quá ít sự phán xét và hình phạt của Ngài. Những quan niệm lầm lạc và tâm tính Satan của tôi còn lâu mới được tinh sạch. Hôm nay mọi người đã cho tôi thấy điều đó, vì vậy tôi cần tự vấn bản thân và tìm kiếm lẽ thật ở những khía cạnh này. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Anh Tống, anh đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đang nghĩ những năm qua tôi đã tin vào Đức Chúa Trời có thể buông bỏ, chịu khổ và cả trả giá. Vì vậy tôi tưởng rằng mình đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, rằng mình đã thực sự tuân phục Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời nhất định sẽ chấp thuận tôi và tôi chắc chắn sẽ được dự phần trong vương quốc thiên đàng. Nhưng sau khi nghe anh Lâm và chị Trần thông công ngày hôm nay, tôi đã cảm thấy rất xúc động. Tôi đột nhiên nhận ra giấc mơ vào vương quốc thiên đàng đẹp đẽ của mình đã tan vỡ. Tôi đã nghĩ, nếu không phải vì được vào vương quốc thiên đàng và nhận thưởng, liệu tôi có chịu đựng mọi khổ đau để buông bỏ và dâng mình cho Đức Chúa Trời không? Tôi thật sự không dám chắc nữa. Thư ký Lý, cảm ơn ông đã hợp tác. Tôi chỉ làm được vậy thôi. Vậy chúng tôi đi trước nha. Dân, tạm biệt. Đi thôi. Cô Dương, tiễn khách đi. Dân, thưa ông Lý. Thành thật mà nói, chúng tôi không muốn sa thải cậu, nhưng loại bỏ niềm tin tôn giáo là chính sách của Trung ương, và chúng tôi buộc phải hợp tác. Cậu đó nên về nhà tìm bố cậu, thuyết phục ông ấy hợp tác với chính phủ và thú nhận mình tin vào Đức Chúa Trời. Lúc đó chúng tôi có thể xem xét lại công việc của cậu. Chào anh Tống, chiều nay cậu Lâm mang cho anh lá thư này. Cậu ấy nói đó là thư của vợ anh.
Ngoài trời lạnh lắm, anh cần một chiếc mền dày hơn. Hiểu Kiệt đã nằm viện sao? Hả? Sao? Có chuyện gì vậy? Trong thư viết, Hiểu Kiệt bị nhược cơ và nó không thể cử động tay chân được. Bị nhược cơ à? Tôi chưa từng nghe đến căn bệnh này bao giờ. Hồi trước đi làm tôi thấy nhiều người bị mắc bệnh này rồi. Đó là một tình trạng bệnh về thần kinh cơ. Vậy anh có cần về thăm thằng bé không? Chú Tống ơi, tin xấu, có chuyện rồi. Từ các là... anh chị em tụ họp ở Triệu Gia Trang đã bị bắt. Sao? Hồi nào vậy? Mới hơn 5 giờ chiều nay. Phải báo cho những ai có khả năng bị bắt tránh gây sự chú ý và rời khỏi thị trấn ngay. Dạ, chúng ta phải đi ngay thôi. Được, đi thôi. Anh Tống, đừng quên mang áo khoác. Mang vô đi, mang vô đi. Trân à, tình trạng Hiểu Kiệt giờ ra sao rồi? Thằng bé chắc phải khổ sở với căn bệnh này lắm. Em phải cố ở bên và nói chuyện với nó nha. Căn bệnh này có thể chữa khỏi được. Anh đang bận công việc của hội thánh, lúc này anh không về được. Cứ phải tự coi sóc con một mình. Anh chắc đôi lúc em cũng cảm thấy yếu đuối lắm. Anh đang nghĩ điều này xảy ra là có sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Tức là Đức Chúa Trời đang thử luyện chúng ta. Ngài đang thử đức tin của chúng ta. Chúng ta cần cầu Đức Chúa Trời nhiều hơn và không được trách cứ Ngài. Khi những thử luyện dành cho Job xuất hiện, ông không trách cứ Đức Chúa Trời. Ông đã đứng vững trong lời chứng và đạt được sự chấp thuận cũng như phước lành của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không than vãn và tiếp tục thực hiện bổn phận trong thử luyện, tình trạng của Hiếu Kiệt có thể sẽ cải thiện. Chúng ta cần có đức tin đó. Các anh chị em, nếu mọi người không có câu hỏi nào nữa, chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây nhé. Dân. 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 Buổi họp rất là hân hạnh. Đức Chúa Trời. Anh Tống thật sự đang mang gánh nặng vì hội thánh. Con trai anh ấy đang bệnh rất nặng, vậy mà anh ấy không trì hoãn bổn phận. Nếu chuyện đó xảy ra với tôi không biết mình sẽ tiêu cực và yếu đuối ra đúng sao vậy nữa. Đúng đó. Anh ấy có đức tin lớn lắm, nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Chắc chắn rồi. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Mẹ à, con giúp mẹ rửa rau nha. Không cần, con vừa hồi phục mà nghỉ ngơi đi. Con khá hơn rồi, không mà. Sao đâu. Vậy để con mang cái này vào cho mẹ. Ê, có người đang gõ cửa, con ra xem ai đi. Để con xem ai ngoài đó. Ai vậy? Tôi ra đây. Lại là mấy người. Chạy ra. Bố mày về chưa? Chưa về. Các người đến vậy, ông mấy còn dám về sao? Mấy người đang làm gì vậy? Tìm cho kỹ, đừng để sót có cách nào. Khi nào chuyện này mới kết thúc? Đi lại. Mấy người đã khiến chồng tôi không thể về nhà, làm con trai tôi mất việc và chấn thương tâm lý nặng đến nỗi nó đã bị bệnh. Cứ vài ngày mấy người lại đến quấy phá một lần. Mấy người có cho chúng tôi sống nữa không? Khốn kiếp. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ không sao chứ? Mẹ không sao. Sao ông đánh mẹ tôi? Cầm miệng. Hiểu Kiệt, Hiểu Kiệt, con đau ở đâu vậy? Con đau ở đâu vậy Hiểu Kiệt? Các người nghe đây, Tống Ân Trạch là phần tử cốt lõi của hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, là tội phạm truy nã quốc gia. Nếu bọn tao không Hiểu tìm kì. Ra hắn Hiểu Kiệt, bọn Hiểu mày kì. Đừng hòng được yên trong căn nhà này. Hiểu Kiệt, Hiểu Kiệt, Hiểu Kiệt, tỉnh lại đi Hiểu Kiệt. Hiểu Kiệt, Hiểu Kiệt, Hiểu Kiệt, đi. Hiểu Kiệt, tỉnh lại đi con. Hiểu Kiệt.
Hiểu Kiệt, Hiểu Kiệt. Tôi bị sao vậy? Bệnh nhân bị sốc tinh thần dữ dội nên gây khởi phát bệnh nhược cơ. Ngoài ra cậu ấy còn bị nhiễm trùng phổi, tức là tính mạng cậu ấy đang bị đe dọa. Chỉ nên sẵn sàng cho tình huống xấu nhất đi. Chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu cậu ấy. Chúng tôi sẽ để mắt đến họ. Nếu Tống Ân Trạch xuất hiện ở đây, hắn sẽ bị bắt. Chuyện này đã xảy ra với Hiểu Kiệt vậy? Sao ngài không bảo vệ nó? Chẳng lẽ tất cả sự buông bỏ và dân mình của con vẫn chưa đủ sao? Đức Chúa Trời ơi! Đặc biệt những lúc như thế này, chúng ta nên quan tâm hơn đến ý muốn của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình. Phải, anh nói đúng vậy đó. Anh Tống à? Các anh chị em, mọi người còn bổ sung gì không? Không có. Vậy thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé. Được. Anh Trịnh đang làm gì vậy? Chào anh Tống. Tôi đến gặp anh Dương để làm cái lưỡi liềm. Anh Dương à, anh biết làm cái này luôn à? Tôi không làm cái này nhiều năm rồi. Thỉnh thoảng khi ai đó cần, tôi mới lấy đồ nghề ra, coi như là làm giúp họ thôi. Việc này trông có vẻ nặng nhọc nhỉ? Đầu tiên anh phải nung đỏ nó lên, và khi nó đạt nhiệt độ nhất định, anh phải đập cho nó thành hình. Như vậy anh sẽ tạo ra một sản phẩm tốt. Anh Dương nè, nhìn anh rèn nãy giờ khiến tôi suy nghĩ, chẳng phải trải qua thử luyện khi tin vào Đức Chúa Trời cũng giống như việc tôi luyện thép sao? Nó phải chịu sự khổ đau và hàng trăm cú đập búa để loại bỏ tất cả tạp chất trở thành khối sắt thuần khiết. Phải, đúng là như vậy. Anh xem nè, Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt con người trong thời kỳ sau rốt để loại bỏ tâm tính Satan của họ.
Nếu không chịu khổ đau hay trải qua thử luyện và sự tinh luyện, chúng ta không thể tống khứ tâm tính xa tăng được. Phải. Nếu không được làm tinh sạch, ta sẽ không đủ điều kiện vào Dương Quốc Thiên Đà. Không phải vậy sao? Đúng, quả thật là như thế. Niềm tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời là gì? Ngươi thật sự dâng hiến đời sống của mình chưa? Nếu các ngươi đã chịu những sự thử luyện như Gióp, thì không ai trong các ngươi đi theo Đức Chúa Trời hôm nay có thể đứng vững. Tất cả các ngươi đều sẽ gục ngã. Và thật đơn giản, giữa các ngươi và Gióp là một trời khác biệt. Hôm nay, nếu một nửa tài sản của các ngươi bị tước đi, các ngươi sẽ dám phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nếu con trai hay con gái các ngươi bị lấy đi khỏi các ngươi sẽ chạy trên đường mà kêu gào. Nếu con đường duy nhất để kiếm sống của ngươi đi đến ngõ cụt, ngươi sẽ cố gắng và thương thảo với Đức Chúa Trời. Không có điều gì là các ngươi không dám làm vào những lúc như thế. Điều này cho thấy các ngươi chưa có được bất kỳ sự thông sáng thật sự nào, và không có vóc dạc thật sự. Khi đo lường xem liệu mọi người có thể vâng phục Đức Chúa Trời hay không, điều quan trọng cần xem xét là liệu họ có tham muốn bất cứ điều gì quá mức từ Đức Chúa Trời hay không, và liệu họ có những động cơ ngầm hay không. Nếu mọi người luôn đòi hỏi cao từ Đức Chúa Trời, thì điều đó chứng tỏ rằng họ không vâng lời Ngài. Nếu ngươi đòi hỏi cao từ Đức Chúa Trời, thì điều này chứng tỏ rằng ngươi đang thương lượng với Đức Chúa Trời, rằng ngươi đang chọn suy nghĩ của riêng mình và hành động theo suy nghĩ của riêng mình. Trong trường hợp này, ngươi phản bội Đức Chúa Trời và không vâng lời. Đưa ra yêu cầu đối với Đức Chúa Trời là một chuyện rất vô lý. Nếu ngươi thật sự tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không dám đưa ra yêu cầu đối với Ngài. Ngươi cũng không đủ tư cách để đưa ra yêu cầu đối với Ngài, cho dù chúng có hợp lý hay là không. Nếu ngươi có đức tin thật và tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc thờ phụng và vâng lời Ngài. Nếu ý định của ngươi không phải là vâng phục Đức Chúa Trời và ngươi có những mục đích khác, thì tất cả những gì ngươi nói và làm, những lời cầu nguyện của ngươi trước Đức Chúa Trời, và thậm chí mọi hành động của ngươi sẽ đều chống đối Ngài. Ngươi có thể nói năng nhỏ nhẹ và cư xử ôn hòa. Mọi hành động và biểu hiện của ngươi có thể trông đúng đắn, và ngươi có thể trông như là người vâng phục. Nhưng khi nói đến những ý định và quan điểm của ngươi về đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì mọi thứ ngươi làm đều chống đối Đức Chúa Trời. Mọi thứ ngươi làm đều xấu xa. Lời Đức Chúa Trời phán hoàn toàn chính xác, thật là đúng đắn. Đức Chúa Trời thật sự dõi theo trái tim và tâm trí con người. Những năm tin vào Đức Chúa Trời, mình đã buông bỏ, dâng mình, chịu khổ đau và trả giá. Nhưng sao mình lại không cảm thấy dù là một chút gì đó, rằng bản thân hoàn toàn bị kiểm soát bởi mong muốn đạt được phước lành nhỉ? Cũng giống như vì con trai bị bệnh, đã khiến mình phải than phiền. Mình không tuân phục Đức Chúa Trời chút nào. Nếu dâng mình như thế, thì làm sao mình có thể thực hành lẽ thật và tuân phục Đức Chúa Trời cơ chứ? Việc này không phải là tuân phục Đức Chúa Trời, mà chẳng phải đó là sự đổ chắc với Ngài sao? Có vẻ như mục đích chân trọn cho Đức Chúa Trời của mình thật sự là nhằm đạt được phước lành, chứ không phải là tuân phục Ngài.
mình đã quá ích kỷ và đáng khinh. Đức Chúa Trời ơi, con sai rồi. Con đã quá ích kỷ và đáng khinh. Đức Chúa Trời ơi. Mười phút nữa tôi sẽ đến. Anh Tống, tình trạng Hiểu Kiệt sao rồi? Tính mạng nó không còn nguy hiểm nữa. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi biết việc Hiểu Kiệt bị bệnh khiến anh rất đau buồn. Những ngày qua anh đã thấy khá hơn chưa? Nè, khá hơn một chút thôi. Của anh đây. Cảm ơn. Chuyện xảy ra chỉ Hiểu Kiệt hoàn toàn tỏ lộ tôi. Những năm qua tin vào Đức Chúa Trời, tôi đã công tác và dâng mình cho Ngài. Kể cả khi bị bắt cầm tù và hành hạ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi cũng không phản bội Đức Chúa Trời. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không để chúng cản trở bổn phận của mình. Tôi tưởng mình đã hiểu được chút lẽ thật, sở hữu một chút hiện thực của việc trung thành và trung phục Đức Chúa Trời, và khá chắc rằng mình sẽ được cứu rỗi và vào vương quốc thiên đàng. Tôi chưa từng tưởng tượng được việc con trai bị bệnh sẽ khiến tôi đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Sau những gì mình dâng trọn cho Đức Chúa Trời, tôi đã nghĩ sao Ngài lại không bảo vệ con mình. Tôi đã thầm vật lộn và tranh cãi với Đức Chúa Trời. Càng buồn phiền, tôi càng cảm thấy dằn vặt và tối tăm, và mất hứng thú với bổn phận của mình. Tôi biết đổ lỗi cho Đức Chúa Trời là sai, nhưng tôi không nhận ra việc này là chống đối Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Ngồi xuống nói chuyện đi. Mọi người đã thông công với tôi về ý nghĩa của sự thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời. Tôi cũng đọc một số lời Đức Chúa Trời và tự vấn bản thân. Điều đó khiến tôi nhận ra đằng sau việc dâng mình, chịu khổ đau và trả giá cho Đức Chúa Trời, tôi đã có những mục đích sâu kín riêng, hoàn toàn là để đạt được phước lành. Tôi muốn đổi việc mình công tác và chịu khổ đau cho Đức Chúa Trời để được đưa lên vương quốc thiên đàng. Tôi tưởng miễn cứ có thể dâng mình cho Đức Chúa Trời là cả gia đình tôi sẽ được an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Vì con trai tôi bị bệnh, hoàn toàn tỏ lộ sự thật về đức tin và mục đích để đạt được phước lành của tôi. Tôi đã thấy rõ sự thật về sự bại hoại của mình. Tôi đã không thực hiện bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Tôi đã không thực hành lẽ thật hay tuân phục Đức Chúa Trời, và càng không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi dâng mình cho Đức Chúa Trời vì bị khát khao đạt được phước lành kiểm soát. Tôi đã cố mặc cả với Đức Chúa Trời. Chẳng phải việc đó biến tôi thành kẻ ích kỷ đáng khinh, tư lợi nhỏ mọn sao? Giờ thì tôi nhận ra mình chẳng có các hiện thực gì lẽ thật, và tâm tính bại hoại của tôi không thay đổi chút nào. Mặc dù bề ngoài tôi đã làm một số việc tốt, nhưng mà điều đó không có nghĩa tôi là người thực lòng tuân phục Đức Chúa Trời. Nếu vẫn có thể đổ lỗi và chống đối Đức Chúa Trời khi sự thử luyện đến, sao tôi có thể đủ điều kiện vào vương quốc thiên đàng chứ? Chú Tống à, trải nghiệm của chú rất thật. Lời chú khiến tôi rất cảm động. Đây là sự thử luyện Đức Chúa Trời dành cho chú. Đúng vậy. Trải qua thử luyện là điều tốt, là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Con người không thể bị vạch trần nếu không có thử thách. Đúng vậy. Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rằng lúc tin Đức Chúa Trời, tôi có thể lao động công tác, buông bỏ và dâng mình cho Ngài. Nhưng khi sự thử luyện đến, tôi đánh mất sự dâng phục Ngài. Tôi bộc lộ tâm tính Satan, bắt đầu tranh đấu và xung đột với Đức Chúa Trời, và vô ý đổ lỗi cũng như chống đối Đức Chúa Trời. Rốt cuộc thì đâu là gốc rễ của vấn đề này? Đến giờ tôi mới hiểu bản tính tội lỗi của con người ăn sâu như thế nào. Đúng. Tôi nên đeo đuổi việc trở thành người thật sự tuân phục Đức Chúa Trời như thế nào đây? Satan đã làm chúng ta cực kỳ bại hoại rồi. Bản tính của chúng ta là kiêu ngạo, tự cao tự đại, lương liệu xảo trá, và đặc biệt là ích kỷ và đáng khinh. Đúng vậy. Mọi thứ chúng ta yêu thích và mưu cầu
là địa vị, giàu sang và thú vui xác thịt. Phải. Mỗi khi việc làm của Đức Chúa Trời không thỏa mãn đòi hỏi và ham muốn cá nhân của chúng ta lại không thể ngăn cản bản thân phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Muốn tuân phục Ngài cũng không được. Ừ, phải. Đúng rồi. Giờ nói chuyện này tôi mới nhớ. Chị Trần từng có một trải nghiệm tương tự. Trước kia khi trải nghiệm thử luyện, chị ấy cũng trách móc Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó qua việc tìm hiểu lẽ thật, chị ấy đã hiểu ý của Ngài và có thể vượt qua sự thử luyện. Hay là chúng ta... Anh nói đi. Chúng nói ta đi. Cùng có ý đó. Sao chúng ta không đi gặp chị Trần và nghe chị ấy thông công ta? À, được. Ê, anh Lâm à, tôi cũng muốn đi nữa. Được thôi, chúng ta cùng đi nhé. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Đây là cơ hội tốt để tìm kiếm lẽ thật. Cẩn thận đó. Cẩn thận đó. Chị Trần à, chị nói tiếp đi. Được. Cách đây 5 năm khi tôi đang truyền bá phúc âm, nhiều người đã chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Nhưng khi vị mục sư nọ biết tôi đã rao giảng phúc âm, ông liền báo cảnh sát. Cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến nhà bắt tôi, nhưng tôi không ở nhà. Nên thay vào đó họ đã bắt chồng tôi. Họ đã cố đe dọa và tra tấn anh để hỏi cung, buộc anh khai nơi ở của tôi. Chồng tôi bị lên cơn đau tim và qua đời. Khi nghe được tin này, tôi vô cùng đau lòng và khổ sở. Tôi căm hận Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng trong thâm tâm, tôi cũng trách móc Đức Chúa Trời. Ngày nào tôi cũng truyền bá phúc âm làm bổn phận công tác và dân mình cho Đức Chúa Trời. Sao Ngài không bảo vệ chồng tôi chứ? Anh ấy cũng tin vào Ngài mà. Suốt thời gian đó, tôi cực kỳ chán nản và không muốn làm bổn phận nữa. Nhờ phản tỉnh mà tôi nhận ra rằng lúc tin Đức Chúa Trời, tôi đã cố đổi chác với Ngài. Khi mọi chuyện suôn sẻ hay khi cần đạt được gì đó, tôi thích thực hiện bổn phận của mình. Nhưng khi lợi ích cá nhân bị tổn hại, tôi quay lưng và ác cảm với Ngài. Tôi là kẻ ích kỷ, đáng khinh, tư lợi và nhỏ mọn. Khi thấy được sự xấu xí và đáng khinh của bản thân, tôi hối hận và tự trách mình. Tôi cứ luôn miệng nói rằng mình yêu và tuân phục Đức Chúa Trời. Nhưng khi thời gian thử luyện đến, sao tôi lại than trách và chống đối Đức Chúa Trời chứ? Sau đó, tôi cầu nguyện đọc lời Ngài và đạt được chút hiểu biết về gốc rễ của sự phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta hãy cùng đọc một vài đoạn trong lời Đức Chúa Trời. Được. Chắc chắn rồi. Đúng đó. Nè, sao chúng ta không xem một số video đọc lời Đức Chúa Trời nhỉ? Được đó. Nguồn gốc của sự chống đối và sự giấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người chính là sự bại hoại của họ gây ra bởi Satan. Bởi vì sự bại hoại của Satan, lương tâm của con người đã trở nên tê liệt. Họ vô đạo đức, những suy nghĩ của họ thì suy đồi và họ có một quan điểm tinh thần lạc hậu. Trước khi bị Satan làm bại hoại, con người đã theo Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và vâng theo lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ đã tự nhiên có ý thức cùng lương tâm tốt và có nhân tính bình thường. Sau khi bị Satan làm cho bại hoại, thì ý thức, lương tâm và nhân tính ban đầu của con người trở nên trì độn và bị hư hoại bởi Satan. Do đó, họ đã đánh mất sự vâng lời và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật. Và sự giấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ ngày càng thường xuyên và trầm trọng hơn. Ấy vậy mà con người vẫn không biết, cũng không thừa nhận điều này, và chỉ đơn thuần chống đối và giấy loạn một cách mù quáng. Con người sống dưới sự ảnh hưởng của điều ác và sự xấu xa của nó. Con người không lớn lên trong một thế giới của lẽ thật hay một môi trường thánh khiết, và càng không sống trong sự sáng. Do đó,
không ai có thể sở hữu lẽ thật trong bản tính bẩm sinh của mình. Và càng không ai có thể được sinh ra với một bản chất kính sợ và phân lời Đức Chúa Trời. Trái lại, họ sở hữu một bản tính chống đối Đức Chúa Trời, không vâng lời Đức Chúa Trời và không có tình yêu dành cho lẽ thật. Bản tính này là vấn đề mà ta muốn nói đến, sự phản bội. Sự phản bội chính là nguồn gốc của sự chống đối Đức Chúa Trời của mỗi người. Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ, đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm để vượt qua bản ngã. Và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự chỉ trích của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được. Và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin ở Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật. Thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng. Trong việc tìm kiếm của các ngươi có quá nhiều quan điểm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để xử lý những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những điển hình kinh điển về tâm tính Satan. Lý do những thứ này tồn tại trong lòng con người là hoàn toàn bởi vì độc tố của Satan luôn luôn ăn mòn tư tưởng của con người và con người luôn luôn không thể rũ bỏ những cám dỗ này của Satan. Họ đang sống giữa tội lỗi nhưng lại không tin đó là tội lỗi. Và họ vẫn nghĩ rằng chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì vậy Ngài phải ban phước cho chúng ta và sắp đặt mọi thứ thích hợp cho chúng ta. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta phải vượt trội hơn những người khác và chúng ta phải có địa vị và tương lai hơn bất kỳ ai khác. Vì chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Ngài phải ban cho chúng ta vô số phước lành. Nếu không, sẽ không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời. Rất chính xác. Lời Đức Chúa Trời vạch trần mọi thứ quá rõ ràng. Phải đó. Amen. Đức Chúa Trời dõi theo tâm trí con người. Điều đó hoàn toàn đúng. Phải. Chỉ sau khi đọc lời Đức Chúa Trời tôi mới hiểu đây là cách Satan làm bại hoại nhân loại. Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng hạn, ngày nào cũng thúc đẩy chủ nghĩa vô thần, ủng hộ thuyết tiến hóa và đấu tranh giai cấp, chủ trương đấu trời, đấu đất, đấu người. Phải. Mỗi ngày chúng ta đều chìm ngập trong những ngụy biện Satan ngu xuẩn này, và trong lòng ngày càng tranh đấu nhiều hơn với người khác. Đúng vậy. Mọi người trở nên xảo quyệt và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Đúng vậy, đúng vậy. Vô tình, chúng ta bắt đầu tôn thờ sự dối trá và bạo lực. Chúng ta đều muốn nắm quyền lực, có quyền hành tuyệt đối và làm điều mình thích. Đúng. Đúng. Sự bại hoại của chúng ta tồi tệ hơn và chúng ta đánh mất nhân tính bình thường. Phải. Người ta phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời là vì họ bị Satan làm cho cực kỳ bại hoại. Trái tim của chúng ta chất đầy các loại độc tố, triết lý và logic Satan. Suy nghĩ, quan điểm, nguyên tắc sinh tồn, lương tâm và lý trí của con người đều bị Satan làm cho bại hoại. Và bản tính của chúng ta trở nên giống Satan, bản tính chống đối và phản bội Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Khi con người bị bản tính Satan kiểm soát, họ không thể tuân phục Đức Chúa Trời. Phải, điều đó hoàn toàn đúng. Con người chống lại Đức Chúa Trời bởi vì họ có bản tính Satan. Đúng. Đúng. Tôi đã lấy lời Đức Chúa Trời để thử nghiệm bản thân. Tôi tự hỏi suy nghĩ hay quan điểm nào đang kiểm soát mình. Khi tôi trách móc Đức Chúa Trời trong thời gian thử luyện, tôi cũng tự hỏi những độc tố, triết lý và logic Satan nào trong tôi đã khiến tôi thường hay phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời và bất tuân phục Ngài. Nếu không phản tỉnh, tôi cũng chẳng nhận ra. Nhưng khi nghiệm ra rồi, tôi thấy bản thân có nhiều độc tố Satan hơn là bình tưởng. Chẳng hạn, sẽ chẳng có đấng cứu thế nào đâu. Số phận mỗi người là ở trong tay mình. Đức Chúa Trời rất bất công, đấng tạo hóa lừa gạt con người, hay là người không vì mình trời tru đất diệt.
hay không có công lao thì cũng có khổ lao, vân vân. Tôi đã bị tổn hại vì những độc tố triết lý và logic Satan này. Chúng khiến tôi trở nên ngạo mạn, tự cao tự đại, lươn lẹo xảo trá, ích kỷ, đáng khinh, độc ác, tham lam. Đối với mọi thứ, tôi hành động theo nguyên tắc chỉ nghĩ cho bản thân. Nên tôi tin vào Đức Chúa Trời chỉ để đạt được phước lành và vào vương quốc thiên đàng. Phải. Khi Đức Chúa Trời không thỏa mãn mục đích và mong muốn của mình, tôi đổ lỗi cho Ngài, tranh cãi với Ngài và chống lại Ngài. Tôi không thể thật lòng tuân phục Đức Chúa Trời. Khi nhận ra điều này, tôi biết mình đã bị Satan làm cho cực kỳ bại hoại. Bản tính Satan và tâm tính Satan đã thật sự ăn sâu vào tôi. Đúng điều đó hoàn toàn chính xác. Có quá nhiều độc tố Satan ở bên trong chúng ta. Những nguyên tắc sinh tồn và triết lý trần tục Satan là những ngụy biện làm sự thật được hiểu theo một cách khác, và chúng hoàn toàn không tương thích với lẽ thật Đức Chúa Trời bày tỏ. Phải. Và chúng ta luôn sống theo những điều đó. Đúng đó. Với quá nhiều độc tố Satan này trong người, sao ta có thể không chống đối Đức Chúa Trời chứ? Đúng vậy. Chị Trần à. Dực. Phải làm sao để có thể thoát khỏi những tâm tính Satan này? Phải. Satan đã làm nhân loại bại hoại hàng ngàn năm nay, và bản tính Satan đã ăn sâu vào tất cả chúng ta. Chúng ta không dễ thoát khỏi chúng đâu. Phải. Phải. Trong thời kỳ sơ rốt, Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật cốt để làm tinh sạch và thay đổi tâm tính Satan của chúng ta. Và cách chúng ta trải qua công tác của Ngài rất quan trọng. Đúng. Sau khi chồng tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại chết, tôi đã phàn nàn và trách móc Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi tưởng mình có lý do chính đáng, nhưng giờ tôi nhận thức rõ hơn rồi. Nếu không có sự phán xét, thử luyện và sự tinh luyện của Đức Chúa Trời, tôi sẽ không thể thấy được mục đích đạt được phước lành với bẩn đức tin của mình. Hay nhận ra con người có thể tỏ lộ các tâm tính Satan và chống đối Đức Chúa Trời khi gặp thử luyện. Đúng rồi. Cái chết của chồng tôi rõ ràng là do sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng tôi lại phàn nàn và trách Đức Chúa Trời vì không bảo vệ anh ấy. Tôi đã quá dễ nóng nảy và phi lý. Tôi không có lương tâm hay lý trí gì cả. Tôi thật sự thiếu nhân tính. Khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Thấy mình nợ Đức Chúa Trời rất nhiều và làm tổn thương trái tim Ngài. Tôi nghĩ vì việc Satan làm cho bại hoại sâu sắc, và sự thật là Đức Chúa Trời đã cứu rỗi, ban ân điển và tôn vinh tôi. Amen. 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 Tôi có quyền gì mà dám tranh cãi hay đặt điều kiện với Đức Chúa Trời chứ? Chẳng phải là quá ngạo mạn sao? Tôi có chút lý trí nào không vậy? Phải. Sau đó, tôi cũng đã đọc các câu chuyện của Job và Abraham. Job là người sợ Đức Chúa Trời và xa lánh cái ác, nhưng Đức Chúa Trời cho phép Satan thử thách và hại ông nhiều lần. Phải. Đúng vậy. Phải. Tước đi của cải và con cái của ông, khiến ông nhọt nỗi đầy mình. Abraham thờ phượng Đức Chúa Trời, và Ngài ban cho ông cậu con trai khi 100 tuổi. Sau đó Đức Chúa Trời yêu cầu Abraham thiêu tế con trai mình. Phải. Phải. Việc Đức Chúa Trời làm đối với họ không phù hợp với quan niệm của con người, và chúng ta rất khó chấp nhận. Tuy vậy, Abraham và Job vẫn có thể tuân phục Đức Chúa Trời và đứng ra làm chứng. Phải. Phải. Amen. Từ trải nghiệm của họ, tôi đã tìm thấy chút khai sáng. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, và đấng Christ là lẽ thật, đường đi và sự sống. Amen. 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 Dù Ngài có phán xét và thử luyện chúng ta thế nào, cũng là để làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta. Sao chúng ta không hiểu mục đích của Đức Chúa Trời chứ? Con người có gì mà dám cãi lý với Đức Chúa Trời hay đưa ra những đòi hỏi ngông cuồng với Ngài chứ? Đức Chúa Trời sẽ quyết định loại người nào được vào vương quốc thiên đàng, và loại người nào phải tuân theo sự sắp đặt của Ngài. Phải. Con người không thể thấy rõ bản tính bại hoại của mình. Họ không thể nào biết mình hay biết bản thân là cái gì. Nhưng Đức Chúa Trời dõi theo tâm trí con người. Phải. Đức Chúa Trời là thánh khiết và công chính. Amen. Ngài có những sắp xếp có riêng mình đối với những người mà Ngài sẽ cứu rỗi và hoàn thiện. Đúng. Chúng ta đều là một phần của nhân loại bại hoại, và chúng ta nên tuân phục công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể làm gì tốt hơn ngoài đáp ứng Ngài. Amen. Dù công việc của Ngài có phù hợp với mong muốn của con người không, chúng ta nên tuân phục và không được đổ lỗi. Amen. Tạ Đức Chúa Trời. Khi đã hiểu những điều này, tim tôi lại sáng loà. Tôi thấy sự thử luyện của Đức Chúa Trời rất có ý nghĩa với con người. Điều đó rất tốt. Tôi cũng thấy một con đường để thực hành sự tuân phục Ngài. Phải. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Sau đó,
Tôi tập trung tìm kiếm lẽ thật trong mọi thứ thuộc bổn phận của mình, không sống theo quan niệm và tưởng tượng của mình nữa. Tôi cũng thường suy nghĩ kỹ về những tâm tính bại hoại và độc tố sa tăng trong con người mình. Tôi vẫn có những quan niệm và tưởng tượng về Ngài. Và khi phát hiện ra, tôi tìm kiếm lẽ thật, buông bỏ bản thân, thực hành lẽ thật và sống theo lời Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời, thật là tuyệt vời. Sau vài năm trải nghiệm như thế, các tâm tính sa tăng ngạo mạn, tự cao tự đại, quanh co dối trá, ích kỷ và đáng khinh của tôi dần bắt đầu thay đổi. Hay quá. Sau tất cả, nhiều độc tố, quan niệm, tưởng tượng và đòi hỏi ngông cuồng sa tăng đã kiểm soát tôi trước kia cũng bị loại bỏ. Tôi có chút sợ hãi và tuân phục Đức Chúa Trời, rồi cảm thấy bình yên, an toàn và hạnh phúc hơn. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Tuyệt vời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Cô Trần à, nghe trải nghiệm và hiểu biết của cô thật rất có ích cho tôi. Đúng vậy. Giờ thì tôi đã biết, nếu không hiểu được bản tính Satan phản nghịch và chống lại Đức Chúa Trời, và nếu không giải quyết tâm tính Satan của mình, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự tuân phục Đức Chúa Trời đích thực. Đúng vậy. Đúng vậy. Không gì cần thiết cho sự cứu rỗi nhân loại bại hoại bằng sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Nghe trải nghiệm và sự chứng thực của chị Trần thật hữu ích cho tôi. Giờ thì tôi đã hiểu nguyên nhân sâu xa khiến mình không thể tuân phục Đức Chúa Trời, và tâm tôi đã sáng tỏ nhiều hơn. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Những năm qua tin vào Đức Chúa Trời, tôi chỉ tập trung vào lao động công tác, buông bỏ và dâng mình. Tôi tưởng càng làm công tác và chịu khổ đau, Đức Chúa Trời sẽ càng chấp thuận tôi. Nên tôi đã không nỗ lực theo đuổi lẽ thật và tìm hiểu bản thân. Tôi đã không thật sự cố gắng suy nghĩ hay tìm hiểu về các chất độc Satan, nguyên tắc sinh tồn, quan niệm và tưởng tượng bên trong mình. Chúng chính là nguyên nhân sâu xa khiến tôi chống đối Đức Chúa Trời, và tôi đã không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng. Sao tôi có thể đạt được sự tuân phục Ngài đích thực như thế được chứ? Tôi đã quá phiến diện trong sự mưu cầu của mình. Giờ thì tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất trong niềm tin vào Đức Chúa Trời là chấp nhận sự phán xét và hình phạt trong lời Ngài. Và chúng ta cần trải qua nhiều thử luyện và tinh luyện để giải quyết các tâm tính Satan của mình. Phải. Nếu chỉ lao động và công tác cho Đức Chúa Trời mà không theo đuổi lẽ thật hay chấp nhận sự phán xét, mọi thứ chúng ta làm đều vô ích. Hoàn toàn chính xác. Công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sao rốt dựa trên sự thật rằng nhân loại đã bị Satan làm cho cực kỳ bại hoại. Nếu người ta có thể tự thoát khỏi tâm tính bại hoại, Đức Chúa Trời sẽ không cần làm công tác phán xét nữa. Đúng. Tôi cũng đã từng trải rằng dù có tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm hay công tác và chịu khổ đau nhiều đến mấy, mà không trải qua sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời và giải quyết bản tính Satan của mình, chúng ta sẽ không thể trở nên thực sự tuân phục Đức Chúa Trời hay tương hợp với Ngài, mà chỉ có thể làm những việc khiến mình chống đối Ngài, xúc phạm tâm tính của Ngài, bị Ngài loại bỏ và trừng phạt, và sẽ không bao giờ đủ điều kiện vào vương quốc thiên đàng. Quả thật là vậy. Các tâm tính, quan niệm và tưởng tượng Satan trong chúng ta là căn bệnh ung thư chết người, và ta cần khẩn trương đeo đuổi lẽ thật để giải quyết chúng. Đúng vậy.
Chỉ khi đã trải qua sự phán xét hình phạt, thử luyện và tinh luyện, tôi mới thấy rõ rằng để trở thành người thực sự tuân phục Đức Chúa Trời và được cứu rỗi, ta phải giải quyết bản tính Satan của mình. Đây là vấn đề cấp bách nhất và không thể trì hoãn được nữa. Phải. Công tác phán xét của Ngài trong thời kỳ sau rốt là giải quyết bản tính Satan, chống lại Ngài bên trong con người, cho phép con người hiểu lẽ thật và biết Ngài, và cho phép con người trở nên thật sự tuân phục và được lợi từ Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng đọc một số đoạn về lời Ngài nhé. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời. Amen. Con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình. Họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, sự chịu khổ và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị xử lý, sửa dạy và tỉa sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người mới thay đổi. Chỉ khi trải qua sự vạch trần, phán xét, sửa dạy và xử lý bởi lời Ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách khinh suất nữa, mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục những lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, ngay cả khi nó không phù hợp với những quan niệm của con người. Họ vẫn có thể gạt những quan niệm để sang một bên và sẵn sàng đầu phục. Phải. Chỉ bằng cách biết Đức Chúa Trời thì con người mới có thể có đức tin thật vào Đức Chúa Trời. Và chỉ bằng cách biết Đức Chúa Trời thì họ mới có thể thực sự tôn kính và phân phục Đức Chúa Trời. Những người không biết Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đạt đến sự vân phục và tôn kính Đức Chúa Trời thật sự. Việc biết Đức Chúa Trời bao gồm việc biết tâm tính của Ngài, hiểu ý muốn của Ngài và biết Ngài là gì. Tuy nhiên, cho dù người ta biết đến khía cạnh nào thì mỗi khía cạnh đều yêu cầu con người phải trả giá và đòi hỏi ý chí để vâng phục. Nếu thiếu những điều này thì sẽ không ai có thể tiếp tục theo đến cuối cùng được. Công tác của Đức Chúa Trời quá mâu thuẫn với các quan niệm của con người. Tâm tính của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là gì quá khó để con người biết được. Và tất cả những gì Đức Chúa Trời phán và làm đều quá khó hiểu đối với con người. Nếu con người muốn đi theo Đức Chúa Trời nhưng lại không sẵn sàng vâng phục Ngài, thì con người sẽ chẳng đạt được điều gì. Amen. 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 Lời Đức Chúa Trời nói rất rõ. Ngài bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt để tỏ lộ tâm tính công chính của Ngài và Ngài có gì và là gì, và để tiết lộ bản chất và sự thật của sự bại hoại của nhân loại do Satan gây ra. Đồng thời Ngài cũng sắp xếp một loạt sự thử luyện và khổ đau để tiết lộ sự bại hoại của con người, khiến họ suy nghĩ về bản thân, đeo đuổi lẽ thật để tự thoát khỏi tâm tính bại hoại và cuối cùng đạt được sự cứu rỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Trước kia chúng ta đều sống theo bản tính Satan kiêu ngạo, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, thường phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời mà không nhận ra và vẫn cảm thấy mình là người tốt. Phải. Chỉ sau khi trải qua sự phán xét, hình phạt, thử luyện và tinh luyện của Ngài, ta mới thấy rõ sự thật về sự bại hoại của mình. Chúng ta chẳng có chút lương tâm hay lý trí nào. Đầu óc chứa đầy các quan niệm và tưởng tượng. Mỗi lời nói và hành động đều mang tâm tính Satan. Những gì chúng ta nói và làm đều dấy bẩn ý định, mặc cả, dối trá và lừa gạt. Và sống chẳng ra con người chút nào. Chúng ta giống ác quỷ hơn là người. Phải, điều đó hoàn toàn đúng. Đó là sự thật. Chỉ bây giờ tôi mới có dũng khí thừa nhận sự bẩn thỉu, bại hoại và nhỏ nhen của mình trước mặt người khác. Tôi chẳng là gì cả và không đáng sống gần Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta đều thấy rằng tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính và thánh khiết. Lời Ngài và những gì Ngài có gì đều là lẽ thật. Amen. 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 Chúng ta thấy rằng kiến thức, quan niệm và trí tưởng tượng của con người không phải là lẽ thật. Những câu nói của những vị nhân và danh nhân không phải là lẽ thật. Đúng vậy. Đúng vậy. Khi thấy những thứ đó, ta không còn tin vào bản thân nữa.
bắt đầu chối bỏ chính mình và dễ quy phục hơn. Khi chuyện xảy ra không phù hợp với quan niệm của chúng ta, ta sẽ không bình luận bất cẩn nữa, và có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời tìm kiếm lẽ thật và tuân theo sự sắp đặt của Ngài. Đúng. Sau đó ta sẽ thấy an toàn và bình yên. Nếu kiên trì thực hành cách này, ta sẽ thay đổi tâm tính sống nhiều hơn bao giờ hết, đạt được một chút tuân phục thực sự, và sẽ sống cho ra con người hơn. Tạ ơn Đức Chúa. Đây là những kết quả đạt được nhờ trải qua sự phán xét và hình phạt của Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Sau khi nghe anh thông công, tôi có thể hiểu thấu được con đường phía trước. Tin vào Đức Chúa Trời mà không thử luyện và tinh luyện, hay không tỉa sửa và xử lý thì cũng vô dụng. Chấp nhận sự phán xét và hình phạt trong lời của Ngài thật sự rất quan trọng. Điều đó hoàn toàn chính xác. Nếu muốn trở thành người thật sự tuân phục và làm theo ý Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải trải qua sự phán xét, hình phạt, thử luyện và tinh luyện của Ngài. Khi hiểu được lẽ thật và có kiến thức về sự thật, về sự bại hoại của chúng ta mới có thể thực sự ăn năn và dựa vào Ngài. Đúng. Thành tâm cầu nguyện và tương giao với Ngài, và nhận được công tác của Đức Thánh Linh. Sau đó, cuối cùng ta có thể dần thoát khỏi tâm tính Satan và đạt được sự cứu rỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Sự thông công của anh rất thực tế. Hy vọng tôi có thể trải nghiệm sự phán xét của Ngài nhiều hơn. Nè, có chuyện gì vậy? Cảnh sát đang ở dưới chân núi. Nhanh lên. Chạy đi anh Tống. Nhanh lên. Đi đường kia. Đứng lại. Cẩn thận đó. Đứng lại. Đứng dậy đi. Đứng lại đó. Dùng cái này đi. Đứng lại đó. Đi thôi, lối này. Nhanh lên. Đứng lại. Đứng lại chưa? Khốn kiếp. Đứng lại. Chúng chạy thoát rồi. Tôi không chạy nổi nữa. Chú Tống, chú không sao chứ? Tôi không sao, không sao. Nào, đi thôi. Bên đây. Đi bên kia. Được rồi, chúng ta an toàn rồi. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Trình à, cậu tháo vest thật đó. Dạ. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Chú Tống à. Hả? Có vẻ như con đường tin vào Đức Chúa Trời và vào được Vương quốc Thiên Đàng không hề dễ dàng. Giờ thì cậu cũng được trải nghiệm rồi. Dạ. Chúng ta phải trải qua nhiều đau khổ để đạt được lẽ thật trong cuộc sống. Tôi cũng từng giống như cậu vậy.